Đối với người mới bắt đầu chơi môn cờ vua, lựa chọn phương pháp tập đúng cách sẽ giúp nhanh tiến bộ và đạt hiệu quả cao. Sau đây, huấn luyện viên quốc tế Lương Nhật Linh, kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới, giáo viên trường Kasachev School sẽ tư vấn một số phương pháp tập cờ vua. Hiện nay có rất nhiều phương pháp tiếp cận cờ vua với trẻ nhỏ. Với kinh nghiệm cá nhân hơn 15 năm giảng dạy cờ vua của tôi, thì tôi đã chọn cái phương pháp mà đi từ cờ tàng. Ở trong cờ vua thì người ta có một cái câu rất là thú vị thế này, đó là muốn chiến thắng ở trong cờ thì phải bắt đầu từ cờ tàn. Và cờ vua nếu như nói là bố cục với 3 phần lớn, khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc, thì cờ tàn luôn luôn là phần khó nhất. Chính vì cái phương pháp và cái gốc này cho nên là chúng tôi đã phát triển các cái hình thức để mà giảng dạy cờ vua. Nó qua các câu chuyện này, qua các câu chuyện kể, qua các trò chơi. Và để mà các trò chơi ví dụ như là trò chơi đuổi bắt này, để mà từ đấy để bắt đầu là xây dựng lên những cái khái niệm về tấn công, về phòng thủ, về chiến lược và về chiến thuật, sao cho mà đơn giản và dễ hiểu nhất với trẻ.